Kathleen Carrico, nữ khoa học gia đằng sau vaccine mRNA chống COVID-19 của Pfizer và Moderna. Ít người biết rằng, đằng sau thành công của hai loại vaccine do Pfizer và Moderna sản xuất là nhà khoa học nữ người Mỹ gốc Hungary, người đã tận tụy và hy sinh trong suốt 30 năm để mở đường cho công nghệ mRNA. Bà là Kathleen Carrico. Đó là câu chuyện về một nhà khoa học đã đấu tranh, chịu đựng và không chịu từ bỏ, bất chấp bị chê cười, mất việc và mắc bệnh ung thư. Suốt sự nghiệp của mình, tiến sĩ Carrico đã tập trung vào RNA, thông tin hay mRNA, tập lệnh di truyền mang cách chỉ dẫn DNA đến bộ máy tạo ra protein của mỗi tế bào. Bà tin rằng mRNA có thể được sử dụng để hướng dẫn các tế bào sản xuất thuốc của riêng chúng, bao gồm cả vaccine. Nhưng Carrico đã trải qua phần lớn sự nghiệp của mình đối phó với những lời từ chối. Công việc của bà, nỗ lực khai thác sức mạnh của mRNA để chống lại bệnh tật. Trong một thời gian dài, bà bị coi là viễn vông, bị chính phủ và các công ty khước từ bất kỳ khoản tài trợ nào, thậm chí cả sự ủng hộ từ các đồng nghiệp cũng không có. Là một nhà khoa học bị hắt hủi, Carrico chưa bao giờ kiếm được hơn 60.000 đô một năm. Còn giờ đây, ở tuổi 66, Kathleen Carrico nổi lên như một trong những vị anh hùng của công cuộc phát triển vaccine COVID-19, công nghệ mRNA. Nghiên cứu của bà với sự cộng tác của tiến sĩ D. Weissman tại Đại học Pennsylvania đã đặt nền móng cho hai loại vaccine thành công tuyệt vời do Pfizer-BioNTech và Moderna sản xuất. Công nghệ mRNA sẽ không dừng lại ở sản xuất vaccine, mà trong tương lai không xa, hàng loạt bệnh như ung thư, đột quỵ hay các bệnh hiểm nghèo khác cũng hứa hẹn sẽ được thanh toán. Sau nhiều thập kỷ đứng ngoài rìa cộng đồng khoa học, Carrico và Weissman đang là những gương mặt tiềm năng của giải Nobel Y học năm 2021.